Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Đây là chương trình vấn đáp Phật pháp cùng thầy. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 2019. Kính thưa quý vị, câu hỏi được đặt ra cho con là: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng sống trong cuộc đời. Làm sao để biết người biết ta? Đây là cái cảm nhận riêng con dựa trên lời Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Đức Phật dạy có ba hạng người. Hạng người thứ nhất giống như cái đường vạch ở trên đá, thứ hai giống như đường vạch ở trên đất, thứ ba giống như đường vạch ở trên nước. Với một lời mà người khác mắng giết, độc ác, nhắm vào mình, nếu mà mình giữ cái lòng sân hận đối với họ không bao giờ thay đổi qua năm tháng thì được gọi là cái vạch ở trên đá, qua năm tháng mà gió mà nước không thay đổi được. Có loại người thứ hai là cũng có sân giận, tức tối với họ, nhưng mà qua năm tháng, thời gian, cát bụi, gió, nắng, nước sẽ làm cho phai nhòa, không còn giận hận nhau nữa. Và hạng người thứ ba không bao giờ làm tâm của họ lay động được, dù là bằng lời mắng giết, độc ác, chửi rủa họ thế nào. Thì cái người thứ nhất ấy, cái người mà gọi là thượng đẳng ấy, là cái hạng người mà có năng lực mà không có sân giận, nóng nảy. Hạng người thứ hai có năng lực nhưng mà nóng nảy. Hạng người thứ ba là không có năng lực, mà là còn không có, mà còn nóng nảy nữa. Tức là người thứ nhất á, có tuệ và có định. Người thứ hai á, có tuệ mà không có định. Người thứ ba không tuệ cũng không định luôn. Đó là ba hạng người. Và suy từ ba hạng người này ra, con cảm nhận cũng có ba hạng người như vậy ở trong cuộc đời này. Thứ nhất ở trên cái đầu của mình là trí tuệ nha. Là đối với cái luật nhân quả vũ trụ vận hành, thì cái người có trí tuệ gọi là bậc thượng nhân đi, thì họ sẽ bất muội nhân quả, tức không có mê mờ nhân quả và tự tại trong sanh tử luân hồi. Bậc trung nhân là họ biết rằng số phận trong tay họ, phúc hay họa là do chính mình. Bậc hạ nhân là đổ thừa do số phận hay đối tượng bên ngoài tác động vô. Đó là cái đầu. Với con mắt á, thì bậc thượng nhân là thấy biết rõ ràng, không còn niềm tin. Bậc trung nhân chưa thấy biết rõ ràng, cho nên niềm tin, nhưng niềm tin của họ là kiên định, lập trường vững chãi. Đối với bậc hạ nhân á, thì luôn nghi ngờ, sợ hãi và thay đổi, không có lập trường. Đối với cái miệng, bậc thượng nhân á, thì nói lời trí tuệ. Bậc trung nhân á, thì nói lời chân tình. Mà bậc hạ nhân á, nói lời dối trá. Đối với cái bàn tay á, bậc thượng nhân cho đi thì ăn không cần đền đáp. Bậc trung nhân á, thì trao đổi cân bằng. Bậc hạ nhân á, thì đòi hỏi yêu cầu. Đối với cái mối quan hệ trong đời sống hàng ngày, giao du người với người á, bậc thượng nhân á, thì vô ngã, vô nhiễm, giống như hoa sen trên bùn không lắm bụt mà tỏa ra sắc đẹp hiến dâng cho đời. Và đối với bậc hạ nhân á, thì chan hòa, chân tình mà không có kết bè kết phái. Đối với kẻ tiểu nhân hạ nhân á, thì bè phái mà không có chan hòa, không có chân tình. Đối với cái tiếng tâm á, thì bậc thượng nhân thì được ca ngợi, bậc trung nhân thì không ai để ý, và bậc hạ nhân á, thì người ta khinh thường. Cái đây gọi là biết người biết ta. Và khi căn cứ vào đó thì mình biết mình là thượng hay trung hay hạ nhân. Và cái người mà mình giao du đó, mình nên chọn cái người mà ít nhất ngang mình hoặc hơn mình về giới định tuệ. Và cái đầu, con mắt, cái miệng, cái đôi tay, mối quan hệ bên ngoài và tiếng tâm nữa, để mà cái tâm linh của mình nó đi lên. Đó là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thắng ở đây là cuộc đời mình không có gây khổ cho mình và cho người, ít nhất một kiếp người sau đó mình chết không đi xuống nữa, gọi là đọa, gọi là thụt lùi. Đó là cảm nhận của con. Kính chia sẻ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.